Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng gia Trầm Hương Hokita chúng tôi có điều kiện quay trở lại và tiếp tục cái series về định hình chọn mầm của cây cảnh nghệ thuật. Thì cái series này tôi đã xây dựng được mấy chục clip giai đoạn trước đấy. Thì giai đoạn này là anh em làm nhiều, định hình nhiều, thế nên là tôi nhân cái giai đoạn này tôi quay cho các bạn để tiếp tục series. Thì những cái cây nào mà đã có ở giai đoạn trước rồi tôi sẽ nhóm vào thành một nhóm để các bạn nhìn là giai đoạn trước cái đây hơn 1 năm như nào, bây giờ như nào, đúng không? Và về sau ví dụ vài tháng nữa anh em định hình tôi lại quay, xong rồi tôi lại nhóm vào để các bạn hình dung ra đến bao giờ cây nó hoàn thiện ấy. Nó được 5-6-7 clip tùy từng giai đoạn, đúng không? Tùy từng quy mô cây thì lúc ấy các bạn hình dung ra là cái quá trình làm nó sẽ như nào. Tôi nghĩ thế hay, các bạn sẽ theo dõi được, nó khá là liền mạch của một cây. Ví dụ sử nhiều khi là có khi là ví dụ các bạn mà theo dõi cây khoảng tầm 3-4 năm mà cây làm từ lúc khá là phôi thai đến lúc hoàn thiện rồi thì các bạn thấy một cái sự phát triển, đúng không? Các bạn hình dung ra là ở ban đầu nó như nào, xong quá trình làm như nào và cái kết quả ra sao này cũng hay. Tôi đang tính như vậy, thì đâm ra là các cái clip bây giờ là trừ cây mới thì không nói, hoặc là cây đã bị bán rồi, chuyển nhượng rồi thôi. Còn nếu mà cây còn ở vườn mà có những clip mà dạng như vậy tôi sẽ quay cho các bạn theo cái hướng như thế nhá. Ok. Thì cái cây này tôi đang đứng ở đây mặt trước đây. Đây. Cái này cái cốt của nó cũng rất hay nhá. Đây là một cái cốt xi. Đây còn nhìn nu nhiều. Đây gọi nu toàn thân. Nu toàn thân luôn. Cái màn này mặt trước này. Thì tôi quay xa với tôi quay gần thì bạn dễ hình dung. Xong sẽ giải thích về các vấn đề định hình anh em đang chọn ở đây nhé. Cây này anh em cũng làm được, tôi nghĩ phải làm được 2 tuần. Nó bắt đầu là lá lu tủ. Đợt rồi bận quay chỉ lắm quá, em ra không quay được. Cắm chốt ở dưới này dưới mất 10 ngày. Cũng xây dựng ra được nhiều clip mà khá nhiều anh em quan tâm, thấy cũng vui. Cái mặt này tôi đang quay cho các bạn cái mặt sau nhé. Đấy, các bạn nhìn nu thấy không? Chứ như một con thuyền thử đó. Thì đây về bố cục này, tôi trở lại mặt trước rồi. Thì các bạn nhìn ở đây có thể là anh em đang xây dựng là 3 vùng vai chia ra đây. 3 vùng vai. Hay là 3 vùng thân đi. Cái cây này khó phân biệt được thân với vai. Đấy, nhưng mà 3 vùng thân. Thì tôi đây là cái mặt tôi đang đứng là mặt trước rồi nha. Rồi. Thì bây giờ theo đúng cái bên này, bên trái trước nhá. Ok. Xem nào. Anh em làm cái gì đây? Đây. Tay 1 của nó là ở vùng này. Góc 1/4 bên trái mặt trước. Đây là tay 1 này. Đây vùng này. Cây này là nhìn đang hơi rối này. Khó nhìn vì nó chưa rõ. Tiếp. Đây, tiếp thân đây. Đây tay 2 nó ăn mặt sau. Góc 90 độ. Đây tay 2 này, vùng này phần tay 2. Này. Đấy. Đây cái mặt này đang mặt sau các bạn nha. Góc này góc 90 độ. Nếu các bạn nhìn ở mặt sau là gần như là nó chọc thẳng mặt bạn này. Đây tiếp thân này. Đây tiếp thân này. Đấy. Tay 3 này. Không, tôi đang nghĩ là cái chỗ này em không làm tay 3 đâu. Làm 2 tay 1 ngọn thôi. Đây là làm ngọn luôn này. Đang tóe bông, đang thấy tóe bông luôn này. Khả năng là thế. Chứ anh em không làm tiếp. Đây còn nhìn này. Đây đang té bông này. Tôi nghĩ là chỗ này làm 2 tay 1 ngọn. 1 tay 1 này. Tay 2 này. Đây. Ngọn. Ok. Xong. Đấy là cái thân bên trái này. Bây giờ cái thân giữa nha. Đây vùng thân giữa đây, vùng này. Đó. Đúng không? Cái mặt tôi đang đứng đây là mặt trước cây nhá. Đó. Rồi ok.
thì tay một nó ăn ở phía đằng sau. Đây, vùng tay một đây. Đây chính là vùng này. Đây, các bạn nhìn. Nó hơi vướng. Đây, tay một. Còn cái này là tay hai của cái thân bên trái nhá. Đây, vùng này, tay một của thân ở giữa đây, thân trực này. Đây, tay hai của nó đây. Đây, tay hai. Nó ăn vào cái hướng phóng. Phóng ra. Được. Đây tiếp thân này. Tay ba đây. Đấy, cổ ngọn này. Anh em làm ba tay một ngọn thôi. Cột cái tay này, tay thì đỡ ngọn này. Chứ không làm bốn tay. Đấy, tay đỡ ngọn, hoặc ra có thể coi là cái vùng xương của ngọn được, nó gần nhau. Đấy, tôi nghĩ thôi, không tính tay đỡ ngọn. Coi vùng xương của ngọn này. Ok. Tiếp đến cái thân đây. Thân này thân bên phải này. Thân bên phải thì đây cái mặt tôi đang đứng ở mặt trước này nha. Đây, tay một nó ăn về phía đằng sau này. Đây, tay một đây. Đây, tay một. Đấy, tay một nó đây, chính là vùng này. Đây, cây này là bố cục là cây khá là thấp, đầm lùn. Đâm ra là bố trí tay cành rất khó nhá, mà lại là cây ba thân nữa. Nhìn tay hai thì ăn ra mặt trước, đây chính là cái vùng này, tay hai này. Đây thì anh em làm thành về sau làm thành hai bông đó. Ôi xin lỗi các bạn, không đúng rồi. Không đúng, xin lỗi nhé, xin lỗi. Không đúng rồi. Anh em phải tính em đúng này. Cái vùng này là như kiểu anh em làm thành một con tự ấy. Đây này, vùng này này. Không phải tay một của cái vùng thân bên phải đâu. Con tự này. Cái thân bên này thì tay một nó phải ở vùng này rồi. Đây. Tay hai đây này. Và tiếp thân đây. Đây tiếp thân đây. Ở cái chỗ này là anh em đang lên làm cổ ngọn rồi. Đấy. Đúng không? Tôi nghĩ thế hợp lý hơn. Hợp lý hơn. Là đây là tay một. Có nghĩa là thực ra ấy là cái này là mình nhìn cái bố cục của anh em làm xong rồi là mình phân tích thôi, đúng không? Đấy. Thì cái này là nó có thể là nhiều khi là cái ý tưởng của tôi với ý tưởng của anh em làm là khác nhau nhá. Thế, bởi vì cây nó cũng chưa hoàn thiện mà, thì tôi cứ phân tích theo cái dữ liệu bây giờ thôi, đúng không? Chứ nhiều khi mình phải phỏng vấn trực tiếp anh em thì mới biết chứ. Đây là gọi là nghe nhạc hiệu bán chương trình. Đó. Nhưng mà các bạn thấy cốt này hay không? Hay đúng không? Ngắm cốt này sướng thật. Cốt này mà lên thì cây hoàn thiện là hoành tráng lắm đấy. Các bạn nhìn bây giờ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ một năm nữa cây này là khả năng đã game làm được thành bông nhảy rồi đấy. Đấy. Mấy cái này liền nhau tôi quay một lượt cho các bạn coi. Dạ. Thì tổng thể cái chiều cao cây này nó thấp lắm, đây, tôi đo cho bạn này. Đấy, một găng tay của tôi. Mà các bạn nhìn là tôi nghĩ là đến quả phúc về sau phù bì chỉ cao tầm khoảng 30 35 phân thôi, không cao đâu. Đấy. Rất luôn được. Dáng bonsai quốc tế nha. Về sau cây này thần cổ thụ cực kỳ cao. Ok. Thì ekip chúng tôi cũng đang xây dựng một cái kênh review về kiến trúc, đó là kênh Nhà Việt TV. Nếu các bạn quan tâm tới kiến trúc nhà Việt, các cái công trình mà có tuổi đời hàng trăm năm, mấy trăm năm, cả ngàn năm, có giá trị điêu khắc nghệ thuật thẩm mỹ cao, thì mời các bạn sang kênh Nhà Việt TV để theo dõi. Cái link của kênh tôi để ở phần mô tả, các bạn có thể kích luôn đấy cho nhanh nhé.
Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.